Anan, ông hãy nghe trong vườn kỳ đà này. Khi bữa ăn được bày dọn xong, thì đánh trống. Đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. Giảng, đoạn kinh này giải thích về hai xứ của tai, tức là nhĩ căn và âm thanh. Anan, ông hãy nghe trong vườn kỳ đà này. Khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống. Khi đến bữa đã bày dọn thức ăn xong thì tiếng trống được đánh lên và tăng chúng đến dùng cơm. Đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Nếu muốn tập hợp đại chúng lại thì đánh chuông. Ngày nay khi đến giờ ăn không dùng trống để đánh mà dùng cái mỏ cá. Đó là một khúc gỗ lớn có hình con cá được đục rỗng ruột. Khi đến giờ ăn, tiếng mỏ cá được đánh lên, làm thành âm thanh bông bông bông. Cho nên ở Trung Hoa, cái mỏ cá này được gọi theo âm thanh của nó là cái bông. Trong những đại tòng lâm có nhiều tăng sĩ, nếu không có hiệu lệnh, chư tăng sẽ không biết đến giờ thọ trai. Thực ra có nhiều vị ngủ quên trong phòng. Như tôi có một số đệ tử ham ngủ dậy. Nếu không có hiệu lệnh gì để đánh thức họ, họ sẽ quên mất bữa quá đường. Thế nên ở tòng lâm, nơi có đến hàng trăm hàng ngàn chư tăng, khi đến giờ thọ trai, cái bồng sẽ được đánh lên. Nó được đánh rất nhiều hồi, càng lớn tiếng càng tốt. Sao vậy? Để đánh thức mọi người. Và ngay khi người đang ngủ nghe tiếng bon, họ liền nhảy dậy, đáp y hậu và nhanh chân đi đến trai đường. Khi chư tăng thọ trai, họ đáp y hậu theo đúng nghi thức, oai nghi rất trang nghiêm. Họ không nói chuyện trong lúc thọ trai. Trong trai đường có thể đến cả ngàn vị tăng thọ trai, nhưng chẳng có ai lên tiếng. Mọi người đều im lặng. Khi đã xuất gia, chư tăng phải giữ oai nghi, chỉ ăn một lần, không được đứng dậy đi rồi trở lại ngồi ăn nữa. Khi vị thị giả hành đường đi qua, họ sẽ đưa cho chư tăng những thức ăn nào họ muốn dùng thêm. Quý vị thị giả sẽ cung ứng tùy lượng người dùng. Nếu quý vị muốn bát đầy, họ sẽ sớt cho nhiều. Nếu quý vị muốn dùng lưng bát, họ sẽ sớt ít lại. Quý vị chỉ cần ra hiệu bằng ngón tay hoặc bằng đũa, vị thị giả hành đường sẽ đáp ứng như ý. Thời quá khứ, có một lão cư sĩ, chứ không phải là người xuất gia, đã thọ trì năm giới và đồng thời cũng giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn. Nhưng rồi lão cư sĩ ấy đã phạm cả năm giới, chỉ còn giữ được giới không nói chuyện trong lúc ăn là không vi phạm. Vì hộ pháp hộ trì giới luật dẫn theo hộ trì cho lão cư sĩ ấy. Nhưng trong thâm tâm ngài hộ pháp lại muốn lão cư sĩ phạm giới ấy, để ngài rời bỏ lão cư sĩ, khỏi phải hộ trì ông ta nữa. Nhưng lão cư sĩ không bao giờ phạm giới còn lại. Khi ăn, lão không bao giờ nói. Sau cùng, vị hộ pháp phải xuất hiện trong chiêm bao của lão cư sĩ để báo rằng ông nên nói chuyện trong lúc ăn. Ông đã phạm năm giới trên rồi, tại sao không phạm luôn giới không nói chuyện trong lúc ăn? Hãy hủy phạm giới ấy nhanh đi, vì tôi muốn rời khỏi ông, không muốn hộ trì ông nữa. Điều xảy ra trong giấc mơ khiến lão cư sĩ phải suy nghĩ. Mình chỉ giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn,
mà đã được thiện thần hộ giới bảo hộ cho mình rồi. Sau đó, lão cư sĩ tìm đến một vị minh sư đạo hạnh, cầu xin thọ năm giới lại. Từ đó, vị cư sĩ nghiêm túc giữ giới, kiên quyết không phạm. Kết quả là, sau đó, lão cư sĩ tu tập cho đến thành tựu đạo nghiệp. Mỗi người đều có những nhân duyên riêng biệt, nhưng trong đạo Phật, giữ giới là một điều rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Như đã nói ở trên, là cái bon sẽ được đánh lên khi đến giờ ăn. Cái bon xưa vốn là một người ác bị đọa làm con cá sống trong biển. Có một thân cây mọc lên từ thân con cá. Nó dùng công phu tu luyện khiến gốc cây đập mạnh vào tàu thuyền qua lại trên biển cho chìm. Tàu thuyền bị chìm đắm, rồi con cá mới ăn những người bị chết đuối. Về sau, con cá gặp được một vị A-la-hán đi qua biển khai ngộ cho. Gốc cây được làm thành cái bon có hình dáng như con cá. Đó là lý do tại sao cái bon được đánh lên mỗi khi đến giờ ăn trong chốn tùng lâm tự diện. Nó biểu tượng sự giải cứu cho con cá thoát khỏi nghiệp chướng để kiếp sau được sinh làm người. Không biết xuất xứ câu chuyện này ở đâu, nó chỉ là một truyền thuyết. Tôi chỉ kể lại cho quý vị nghe. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. Có thể tiếng chuông được đánh trước, có thể tiếng trống được đánh trước. Dù sao, các âm thanh trên cũng tiếp nối liên tục, liên tiếp theo nhau.哈哈哈，问什么的说呵。